lúc này thì họ hoạt động nó cầm chừng. Giờ các cái hoạt động khoảng trên 30 người thì không có được khuyến khích. Vì vậy các cái hàng quán thì bắt đầu cũng điều hưu. Đặc biệt là ở Sài Gòn thì các cái quán bar là họ đã kêu đóng cửa rồi. Đây, tới đây là phố Hàng Buồm đi bán cà phê hàng rong. Hàng Buồm thì cái phố này họ chuyên bán về bánh kẹo các bạn ạ. Bạn thấy này, họ bán là chanh này, tỏi cô đơn này, sấu này, gừng này, riềng này, chanh leo này, sả này, ớt này, mận này. Các cái mặt hàng đây là đồ khô. Phố này là chuyên bán rồi bồ kết. Bồ kết để gội đầu hoặc bồ kết để xông. Mình vẫn thấy có những cái du khách Trung Quốc họ qua đây. Đây, số 1 Cao Thắng, Jinko B, Sixi. Đây, chúng ta vẫn đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo đây các bạn. Đây là đường Trần Hưng Đạo cắt với Quang Trung. Chờ đợi qua cái tín hiệu đèn đỏ, họ vọt luôn. Giờ Tuấn Dương sẽ đi vào trong khu phố cổ để quay clip gửi quý vị nhé. Nút giao này là nút giao Bà Triệu, cắt với Trần Hưng Đạo. Đây, chắc một cái đoàn quay phim này. Họa sĩ, nhạc sĩ Việt Nam. Họ cũng đang thực hiện quay phim. Chắc là làm những các cái bộ phim nhí các bạn trẻ sinh hoạt hè. Đây là phố Hàng Bài rồi các bạn ơi. Phố Hàng Bài này. Đây, những cái căn nhà cũ từ thời Pháp này, họ xây dựng ngày xưa này các bạn. Trong đó có một cái biệt thự là số 40A phố Hàng Bài. Thì hồi đó thì Tuấn Dương làm việc ở trên tầng 2.
xưa mình hay ngồi uống nước trong cái quán này. Nơi mình làm việc ngày xưa ở trên tầng 2 Rạp Tháng 8 các bạn. Đây là phố Vọng Đức. Giờ này thì xôi chắc cũng bán chậm rồi. Cái khúc đấy là họ bán xôi rất đông, nhưng mà chủ yếu là bán vào lúc sáng sớm thôi các bạn. Đây là góc Lý Thường Kiệt cắt với Hàng Bài. Trừng cắt với Hàng Bài các bạn. Nhìn chung thì sau khi mà Hà Nội phát hiện những cái ca nhiễm Covid mới thì các cái hoạt động ở Hà Nội thì về cái việc đi lại của người dân thì vẫn diễn ra khá bình thường. Người dân thì bắt đầu có ý thức hơn trong cái việc là đeo khẩu trang. Đây chúng ta đang đi ở đây là Tràng Tiền đây. Người dân thì có ý thức hơn trong cái việc mà mang khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên thì bây giờ hàng quán xá thì cũng bắt đầu vắng rồi, khá là vắng. Quán xá thì cũng khá là vắng. Đây chúng ta đang có mặt ở trung tâm Hà Nội, đây là bờ hồ. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đưa các bạn đi vào cái khu phố cổ. Đây là cái bác xích lô cẩn mẫn đi tìm khách du lịch. Mùa này tìm khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài có lẽ là hơi khó, nhất là lại sau cái dịch Covid, khách nước ngoài thì gần như là chưa qua được Việt Nam, còn khách trong nước thì những cái tour du lịch nội địa thì gần như là họ cũng đã bắt đầu họ hủy các cái chuyến du lịch nội địa các bạn ạ. Ta sẽ đi vào đường Đinh Tiên Hoàng. Những bác xích lô vẫn đang cẩn mẫn để đi tìm những cái vị khách. Họ hàng người họ bán ba lô túi sách. Đây là góc phố Lò Súng cắt với phố Đinh Tiên Hoàng. Đây là cái phố Hồ Hoàn Kiếm. Cái khu này là chuyên gọi bò, thịt nộm, bò khô, bò xé. Tới đây thì họ lại cấm đi ngược chiều. Rồi chắc là lại phải quay vào phố này thôi. Là vào phố Cầu Gỗ các bạn ạ.
chả mực Phan Hạ Long. Thịt quay Hàng Bè. Quay Huyền cá kho đặc biệt. Đây là phố Cầu Gỗ. Nếu như mà quý vị mà đi vào trung tâm Hà Nội thì thực tế mà nói là chúng ta chỉ đi, nói chung ở phố cổ Hà Nội chừng khoảng một ngày là chúng ta đi tương đối là đi hết những các cái phố cổ, có thể là một hoặc hai ngày. Nếu mà đi bộ thì nó sẽ mất thời gian hơn một chút xíu. Đây, các cái nơi này họ cho thuê cửa hàng, cái cửa hàng này đóng cửa nghỉ. Cô bán hàng rong, bán Phật Thủ. Đây là phố Đinh Liệt các bạn ạ. Mình thấy cũng nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ. Đây, tới đây là cái khu góc phố Hàng Bạc cắt với phố Đinh Liệt. Những cái đường này thì các bạn thấy là họ cấm bán, xin lỗi, cấm ô tô đi ngược chiều. Phố cổ rất là nhỏ nên là thực sự ra chúng ta chỉ ở một hoặc hai ngày là chúng ta có thể đi hết được khắp nơi rồi, không cần phải ở quá lâu. Đây, khu phố cổ nên là họ bảo tồn. Thì bảo tồn là bằng cách là họ, đây là phố Tạ Hiền. Khu này là cái khu phố Tây đó các bạn. Nó giống như là khu phố Tây, giống như là khu phố Tây ở Bùi Viện. Đây, góc Lương Ngọc Quyến cắt với Tạ Hiền. Thì họ hoạt động nó cầm chừng. Giờ các cái hoạt động khoảng trên 30 người thì không có được khuyến khích. Vì vậy các cái hàng quán thì bắt đầu cũng điều hưu. Đặc biệt là ở Sài Gòn các cái quán bar là họ đã kêu đóng cửa rồi. Đây, tới đây là phố Hàng Buồm, đi bán cà phê Hàng Rong. Hàng Buồm thì cái phố này họ chuyên bán về bánh kẹo các bạn ạ. Nhiều nơi thì họ tranh thủ họ sửa chữa lại. Đây là góc phố Đào Duy Từ cắt với phố Mã Mây. Mã Mây cũng là một cái phố mà tập trung nhiều những các cái dịch vụ cho khách nước ngoài. Đây, chúng ta đang đi trên phố Mã Mây. Nói chung là phố cổ Hà Nội thì cũng khá nhỏ. Nếu mà quý vị về, quý vị tới cái khu phố cổ này thì thứ nhất là đây góc Mã Mây với Hàng Chĩnh, mình thưởng thức mấy thứ. Cái thứ nhất là mình thưởng thức cái không khí ở Hà Nội, rồi những các cái nét văn hóa buôn bán, ăn uống, đi lại. Rồi kế tiếp là mình, đây là góc Lương Ngọc Quyến cắt đến Mã Mây.
đến là mình thưởng thức ẩm thực. Ẩm thực sau đó là chúng ta đi thưởng thức về văn hóa. Thì các bạn có thể coi những các cái món ăn nào mình yêu thích. Thì thông thường ở trong các cái khách sạn, trong khu phố cổ đó, họ cũng có những một số những các cái địa chỉ ẩm thực để họ giới thiệu cho chúng ta biết. Đây, chúng ta lại ra đây là phố Hàng Bạc rồi các bạn. Đây góc Mã Mây cắt với phố Hàng Bạc. Phố Hàng Bạc này là cái phố mà họ Hà Nội 36 phố phường, thì những các cái tên phố thì nó nói lên cái ngành nghề kinh doanh của con phố đó. Ví dụ như phố Hàng Bạc thì thường là họ hay làm những các cái dịch vụ về bạc. Và cô này cô đi bán hàng rong. Đây là bán nhãn, bán dưa lê, rồi bán cái trái này giống như là trái kiwi. Đây phố Hàng Bạc, ví dụ như đây các bạn này, họ cung cấp cái dụng cụ, đồ nghề làm thợ vàng, thợ bạc. Thì ví dụ phố Hàng Đồng thì họ lại chuyên về đúc đồng và làm các cái dịch vụ về đồng. Và đây thì các bạn thấy là những cái phố này thì nó khá là nhỏ. Nó khá là nhỏ và những cái căn nhà ở đây thì cũng nhỏ luôn. Căn nhà cũng nhỏ luôn. Đó. Chiều ngang có những căn nó chừng khoảng 1,5 m, 2 m. Nó không có được rộng rãi. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên phố Hàng Bạc thưa quý vị. Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Thiếc, Hàng Đồng, Hàng Chiếu, Hàng Cót. Đây, chúng ta quẹo phải, đây là phố Hàng Ngang. Hàng Ngang với Hàng Đào, đây là cái trục phố chính. Nó là cái trục phố chính của khu phố cổ, Hàng Ngang, Hàng Đào. Theo cái thông tin mà Tuấn Dương mới nhận được đó, thì rất là nhiều những các cái khách sạn ở trên khu phố cổ họ đều bị những cái khách sạn đều đóng cửa. Ví dụ như đây thì có một cái cửa hàng số 39 phố Hàng Ngang là họ đang cho thuê cửa hàng. Ở đây thì cái đối tượng khách mà mua thì chủ yếu là khách nước ngoài. Nhưng mà các bạn biết rằng là nước ngoài thì cái thời điểm này thì họ không có qua bên Việt Nam được. Và du lịch nội địa trong nước thì cũng mới khởi động lại sau khoảng 2 tháng trở lại đây. Từ đợt tháng 5 đến tháng 7 thì đây, cho thuê cửa hàng này. Ở cái cửa hàng họ trang trí rất đẹp. Nhưng mà cấm mô tô. Cấm mô tô, no car. Không hiểu sao nữa. Chắc là có một cái việc gì đó. Họ rất là nhiều các cái cửa hàng bán quần áo sỉ lẻ, giờ họ đóng cửa và họ để bảng là cho thuê cửa hàng. Thì cũng chung cái số phận với nói chung là các địa phương trên toàn quốc các bạn ạ. Du lịch thì không có khách và buôn bán thì cũng ế ẩm. Chỉ bây giờ buôn bán chỉ trừ là bán những các cái mặt hàng như là ăn uống thì vẫn còn có khách thôi. Còn nếu như mà những các cái mặt hàng dịch vụ để mà ăn chơi
ví dụ như tranh vẽ rồi này nọ thì có lẽ không có khách. Đấy, ông chú này đi làm thợ mộc. Đây là góc phố Hàng Chiếu sắp tới Đồng Xuân. Có Đồng Xuân này thì có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng, đó là chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân này nó cũng giống như là cái chợ, giống như là một cái ngôi chợ đầu mối. Chợ đầu mối ở đây, Bình Dương sẽ quẹo một phố này, phố Cầu Bông. Nó như là một cái ngôi chợ đầu mối, nó giống như là chợ lớn ở Sài Gòn đó các bạn. Ở đây thì thượng vàng hạ cám, cái gì thì họ cũng có bán luôn. Áo chống nắng, váy chống nắng. Đây, tí chắc Tuấn Dương sẽ quay lại để mua một số những các cái đồ linh tinh lặt vặt. Đi nhiều bên ngoài thì cũng cần mua quần áo chống nắng các bạn ạ. Kinh tế ở Sài Gòn là nền kinh tế vỉa hè. Đây là phố Nguyễn Thiện Thuật. Ở đây không có phải chung cư Nguyễn Thiện Thuật đâu nhé các bạn. Đây là phố Nguyễn Thiện Thuật. Những các cái phố ở Hà Nội thì nó rất là nhỏ. Đây là phố Cao Thắng rồi. Đây những các cái mặt hàng các bạn thấy này, họ bán là chanh này, tỏi cô đơn này, sấu này, gừng này, riềng này, chanh leo này, sả này, ớt này, mận này. Các cái mặt hàng đây là đồ khô. Phố này là chuyên bán rồi bồ kết để gội đầu hoặc bồ kết để xông. Mình vẫn thấy có những cái du khách Trung Quốc họ qua đây. Đây, số 1 Cao Thắng Jinko B Sixi. Chuyên các mặt hàng nông sản. Đây nữa. Cô ấy chuyên bán sấu rồi bán tỏi. Bán đồ khô. Cơm hộp, bình dân các loại, nhận ship. Chuyên phố chuyên bán đồ khô. Đây chúng ta vẫn đang ở trong cái khu vực chợ Đồng Xuân các bạn ạ. Cái khúc này vào trong này thì bán hải sản. Đây bán Phật Thủ, táo mèo, Phật Thủ. Bán đồ khô, cá mực, cá chỉ vàng, bán đũa, tăm, tôm khô, tép khô. Các cái sạp bán đồ khô. Đây là góc phố Hàng Khoai. Thì không có phải là bán khoai đâu các bạn. Hàng khoai là bán búa xua. Đây chúng ta sẽ đi xuyên qua chợ.
đội bốc xếp. Buôn bán ở chợ Đồng Xuân. Ngày xưa ở cái khu chợ này đó các bạn thì còn có những các cái đội bảo kê này nọ, nhưng mà sau này thì không còn nữa rồi. Đây họ có một cái dãy là khu ẩm thực đêm. Ẩm thực đêm chợ Đồng Xuân, phố Đồng Xuân. Rồi tới đây chúng ta sẽ quay lại. Ở đây thì nó còn có một cái nữa là này là các cái xe điện. Xe điện ở chợ Đồng Xuân để đi vòng quanh thành phố City Tour. Nhưng mà đợt này thì nó cũng rất là ế khách do là không có cái khách du lịch. Không có khách du lịch đi qua đây. Hà Nội mùa đông năm 1946. Đó, từ cái bức tượng này họ có cải tạo lại nhìn cho nó đẹp một chút. Lúc đó là chúng ta như là đang xuống Pháp thì phải. Đây, các cửa hàng này họ bán quần áo chống nắng, rồi quần áo mùa hè. Chợ này nó cũng xỉ, nó giống như là cái chợ lớn hoặc là chợ ở An Đông. Mua quần áo thì mua ở cái chợ xỉ này thì họ sẽ mang về họ bán ở những các cái chợ khác, để họ dùng những cái xe đẩy giống như ở các cái chợ ở trong khu vực Sài Gòn. Hàng hóa ở đây thì họ cũng bán đủ thứ các bạn ạ. Nào là quần áo, giày dép, áo lót, rồi áo mưa, áo chống nắng. Đây là Tuấn Dương sẽ tạm dừng ở đây chút xíu nha các bạn.